Mới đây, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thế Hanh, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt tới lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tập đoàn các nội dung chính của chuyên đề gồm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra, thông qua hội nghị với tinh thần học tập nghiêm túc, các cán bộ, đảng viên đã nắm rõ nội dung cơ bản của chuyên đề để áp dụng triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.